Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YK Adventure. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm cái vườn của tụi mình. Ở Melbourne hiện tại thì đã vào mùa thu đó, cho nên là cây cối nó chuẩn bị héo hết rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ đi thu hoạch những cái gì còn sót lại trong vườn mình và quay cho mọi người xem nha. Để thu hoạch đợt này xong thì chuẩn bị dọn dẹp cho trồng cây và cái đợt thu đông sắp tới đó. Ok, và bây giờ mời mọi người theo chân mình nha. Đợt này tụi mình cũng bận công việc hơi nhiều cho nên là không chăm vườn được đó. Thì có nhiều cây nó ra quả nó bị già mất, nhưng mà hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái vườn hành tây của mình toàn là khủng bố không à. Này có cái củ này, để mình nhổ thử một cái nhá. Wow, mọi người có cái củ hành tây này đã chưa. Rồi một củ này, củ thứ hai này, đẹp chưa? Đây là lần đầu tiên tụi mình trồng hành tây ở nhà. Hành tây loại này là hành tím. Củ thứ hai này, mấy cái hành tây này á là cái ông hàng xóm của mình, ông ấy cho đây, đó cho xong người đem về trồng đã được như thế này, thì nhìn rất là thích. Đó, năm sau tụi mình sẽ trồng nhiều hơn. Thì củ hành tây này công nhân hái này về ta thích chứ? Mà cái năm trên mặt này, củ này đẹp này, bốn củ rồi, đấy, đây, đã chưa? Cái này bự này, ui trời, mà nó còn tách ra đây này chứ, coi này, còn nó tách ra hai củ nữa, trời ơi. Năm sáu cái. Đã chưa? Cái này nhổ lên luôn hả? Hả? Cùng bé tiếu. Mấy cái này sao? Nhổ luôn hả? Coi này. Cái này có phải là cái hành hướng, giống như hành hướng hướng. Đấy, đợt đấy mình có trong chung. Cái này chắc là anh tây mà loài trắng này. Ừ, loài trắng này. Được một củ duy nhất. Đó, tìm hết đó. Ừ, tìm hết. Cái này là cái gì đấy? Không biết cái gì nhưng mà được còn cái à? Con tròn cụ đã chưa, trời ơi, không biết hành tây trong người nha, có ăn cả thơm ta. Đấy, thêm cụ nữa này đó. Rồi bây giờ để mình cho mọi người xem nhá. Đây mình cho mọi người xem này, nguyên một rổ hành tây đã chưa đó. Rồi bây giờ đi hái tiếp nhá, xem có cái gì thì hái nốt luôn đó. Còn đây này, phần đất này á, bữa tụi mình sẽ làm lại cho nó tới lại để trồng cây tiếp. Rồi bây giờ mình có hai cái quả bí đao. Đó, mình sẽ hái hai quả bí đao này. Wow, nặng phết. Gai không à. Rồi. Quả này. Wow. Hai quả. Đã chưa? Ok, rồi bây giờ đi xem tiếp xem có gì nữa không. Có cái quả bí đỏ này nè.
tả cho mọi người. Nhìn đẹp không? Không biết cái quả bí này nó ăn như thế nào đây. Tại vì bình thường tụi mình chưa bao giờ mua quả này ăn nữa. Đó, để xem. Nhưng mà nhìn ra thành quả như thế này là thích đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt mấy quả mập hương này nhá. Nó cũng bị da rồi. Một quả này. Hai quả này. Ba quả. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi qua dàn bầu để hái nốt mấy quả bầu nhá. Rồi bây giờ mình cắt quả bầu này nhá. Nhìn cũng to. Wow, nắng phết. Đấy, nhìn đã chưa? Bầu nhà trong. Đó. Thì, mọi người có cái thùng này này. Cái thùng này chút nữa mình không biết làm sao mà bưng nổi để mà chụp hình cho mọi người xem này. Nắng lắm ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ hái mấy quả tích cà tím ở trong cái vườn này nhá. Cà tím là già lắm đó mọi người ạ. Bận quá, tụi mình bận quá, không có thời gian để chăm vườn đợt này. Nhà thôi kệ. Cà tím mà mọi người coi này. Nó biến thành màu này luôn này. Đó. Tạm đó đấy nhá. Hai em. Đây một quả này. Quả này che mình thấy đó chưa. Đây có quả bư này. Wow, cây bên này bư nhiều quả quá trời. Trời, chắc là hết đó. Được 2, 6, 7 8 quả cà tím. Quả đà luôn. Xin tổng kết với mọi người, đây là thành quả của hai vợ chồng mình đi hổ thùi cuối ở trong vườn đó. Rất là nhiều, rất là nắng luôn. Quá trời luôn á đó. Thì mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like, share và comment ủng hộ cho YouTube của tụi mình nha, để tụi mình lấy thêm động lực để làm thêm những video chất lượng hơn vào những mùa tiếp theo. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo.